Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 3, tại trường Trung học cơ sở Hưng Nội, huyện Tam Nông, Hội đồng đội tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội đồng đội huyện Tam Nông tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn điểm cấp tỉnh năm học 2022-2023. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2023 và 60 năm phong trào nghìn việc tốt ngày 24 tháng 3 năm 1963, ngày 24 tháng 3 năm 2023. Về dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Đoàn Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Chí Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, lãnh đạo huyện Đoàn Tam Nông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đại diện lãnh đạo xã Hưng Nội, Đoàn xã Hưng Nội cùng toàn thể cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Hưng Nội. Ngày hội đã thu hút đông đảo các em đội viên nhi đồng trong toàn trường tham gia với các nội dung đan xen bao gồm nghi lễ chào cờ theo nghi thức đội, các tiết mục văn nghệ, múa hát đồng diễn tập thể, thi đấu bóng chuyền hơi, nhảy bao bố. Qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ tinh thần học tập cho các em. Ôn lại truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm giúp các em thiếu nhi, học sinh, đội viên hiểu rõ hơn các kiến thức, các thông tin về tổ chức đội, tổ chức đoàn. Các hoạt động diễn ra với tinh thần vui vẻ nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi đội viên truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đội viên, đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Hội đồng đội huyện Tam Nông đã trao 9 phần quà cho các em học sinh trường tiểu học Hưng Nội và trung học cơ sở Hưng Nội có bố hoặc mẹ đang công tác tại vùng biên giới hải đảo, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Huyện đoàn Tam Nông và Hội đồng đội huyện Tam Nông tổ chức bàn giao công trình thanh niên thư viện xanh cho em tại trường trung học cơ sở Hưng Nội. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em đội viên và nhi đồng được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, là động lực để các em phấn đấu trở thành đội viên tốt, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ.